Hello, chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game anime Pokemon thần thú đại chiến. Một con game cũng khá là quen thuộc đối với nhiều anh em ha. Thì con này nó ra rất nhiều bản rồi, mà bản này thì Hell không biết là nó nằm ở cái bản nào luôn. Thì bản này thì được anh em gửi, thì gửi thì ít thôi, chứ chưa biết là nó có đụng chạm gì mấy bản cũ hay không. Anh em nói là bản này nghe nói là phi đâu mấy trăm triệu kim cương gì đấy. Ok ha, và anh em kêu là mình chơi ở X1, nghe nó giống một cái bản nào đó, hình như là giống một bản 1.7 hay là 1.6 gì á, nhưng mà Heo cũng không biết luôn. Rồi thì đầu vô thì chúng ta phải chạy, không khỏi chạy luôn cũng được, bỏ qua đi. Lo nói chuyện các bạn bị quên á. Ok, rồi. Đây, và hiện tại thì thấy nó có 12 server, mà anh em kêu là mình chơi server 1 thì nó mới nhiều quà. Đó. Thì mình cũng chả biết sao. Điểm danh là Garaudon nè. Ok, điểm danh thì nghe nó cũng không thơm lắm ha. Wow, được một con, được chọn à. Wow, chọn Z hay gì tùy anh em ha. Ui, có con này luôn à, Lucario, rồi Charizard, rồi này nọ nữa nè. Rồi, rương chọn full Pokemon. Ngày 2, ngày 3 là chúng ta có một con khiên, ngày 4, ngày 5, ngày 7 là có một con này. Cũng không có con Mewtwo đồ này nọ ha. Rồi level, rồi vé, rồi đá, rồi tà le hộp me, rồi tùm lum tà lơ. Đấy. Rồi cái gì đây? Kim cương, event thì băm đồ. Ok, hoài ngày xưa có cái bản mà phi 100.000 vé các bạn, mà cái bản nó bán muối rồi, tiếc ghê luôn. Ok, ủa không có quà gì hết, tại sao lại lắc dư ba vậy? Đây quà GME, ôi GME cho tới 2 triệu kim cương, trời ơi nha. Đây kim cương 300.000 đó, vé gacha rồi 6 triệu, mảnh vạn năng. Rồi 1.500 mấy, ok, lại 6 triệu nữa. Trời ơi, 11.500 mảnh vạn năng, 1.500 bánh thể lực, thêm 6 triệu nữa. Ủa, alo, lý do tại sao nó có nhiều quà như vậy ta? Cái này quà ngày hay gì anh em ơi? Đúng rồi, heo nghĩ, ôi 10 triệu, 14 triệu, ủa, what the hell? 35.000, oh man. 6 triệu nữa. Wow, lâu lâu nó đột biến lên. Nó bị tuột rồi, còn có 2 triệu thôi. Đây 2 triệu nữa. Wow. Ôi, nãy giờ là 60 triệu kim cương rồi đó, 10 triệu nữa là 70 triệu. Ok, rất nhiều kim cương. Không biết là nhiều kim cương này để làm gì, nhưng mà chúng ta đang có là 74 triệu rồi. Bây giờ là 76 triệu. Bây giờ là 78 triệu. Bây giờ là 80 triệu rồi các bạn ơi. Đó, wow. Đây thêm nữa 2 triệu nữa, 84 rồi. 86 rồi. 88 rồi. Rương chọn full skin ảo thật đấy. Ok. Rồi, được luôn bạn ơi. Ui, cái con này chưa bao giờ heo coi skin nó đâu nè. Chúc chúng ta chọn con này và thử test skin của nó đi. Mega. Wow. Được tự mình chọn một con Mega. Wow, rương chọn full Mega luôn. Đây, được. Hợp lý đi chứ. Này, ủa. Vẫn nhận quà tiếp nha các bạn. Đây, 90 rồi nè các bạn ơi. 90 rồi, ok, 92 triệu rồi, liệu nó có lên được 100 triệu hay không? Có đúng như những gì anh em nói hay không? Wow, rồi hết rồi, nè. Trời ơi, có 94 triệu ha. Đây, 96 triệu.
Wow, nhiều quá bắt đầu nó lắc rồi bạn. Được một con Pokemon. Con này con gì quên rồi. Thôi quên rồi bỏ qua đi. Ôi. Hàng thơm, hàng thơm. Được. Cũng ok ra gì bà này nọ. Rồi. Rồi hết rồi, được có 96 triệu à. Chắc nó không lên được nữa đâu. Hết rồi nè. Hết rồi. Ồ, đây còn nữa, 98. Ê, được 100 rồi. Ơ kìa, 100 triệu. À, rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi. 100 triệu. Đây Rương chọn hero các kiểu con đà điểu Pokemon. À. Rồi, lên level 91 luôn. À, rồi ở đây còn một đống nữa nè. Được một Rương chọn skin nữa. Rương chọn skin chứ nó không có cho Rương chọn Poké nè. Đầu thứ chuyện vậy. Rồi, ok. Đó, 91. Hết quà rồi đó. Tổng là chúng ta có 102 triệu kim cương. Đó, ok. Chụp lần cái làm kỷ niệm. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một con Pokemon. Ở trong này thì chúng ta có hai Rương chọn skin. À, một Rương chọn con này. À, nãy heo tính là chọn con này để mà lấy skin chúng nó test đúng không? Đây, ok. Ôi, tôi chưa test con này bao giờ. Rồi, nó đâu rồi? Cái con giọt nước. Đây, ok. Wow, đẹp 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 đẹp. Ok. À, chụp lại cái này nữa. 39.000 mảnh vạn năng đỏ và 10.000 mảnh vạn năng cam. Đấy, rồi hình như là đâu đây, hồi nãy còn chọn một Rương nữa ha. À đây. Này thì tùy anh em. Anh em muốn chọn X hay Y gì thì tùy anh em. Ok, wow, đẹp. Rồi con này thì cũng có skin luôn. Tùy muốn lấy skin thì lấy. Đâu rồi ta? X, Y, Z gì đó có hết. Đây. Ủa không phải con này. Ồ nãy quên lấy con đó nè. Đây con này. Kiếm và khiên cũng có luôn. Ok. Rồi. Còn gì nữa không? Hết rồi. Vé gacha đồ này nọ. Đồ giám. Đồ giám thì đây bản này có mấy con này thôi. Không có con gì khác. Wow, bản này có tới con này luôn hả? Nhưng mà chắc học tới được, học không lượm được con đó đâu. Chua lắm. Ok. Rồi đi. Đang có gacha hai con này luôn hả? Rồi, không gì nhiều bằng kim cương hết các bạn ơi. Rồi giờ thì vô test mấy con Pokemon thôi chứ còn gì nữa đâu các bạn. Nó skin lụm luôn. Rồi ở đây cũng có skin cũng lụm luôn. Đi ra test hai cái skin nào. Ok. Ủa chưa mở. Đây, đưa một con này vô đánh thôi. Con này đi ra đi. Con này chưa bao giờ heo test. Nay test luôn. Đây. Ok. Rồi rồi rồi, trời ơi còn hướng dẫn nữa bạn. Đây. Đó. Nó kiểu nhân một mà nó khá nhanh ha. Được được được. Ai da ai da, ôi ôi ôi. Hồi selfie nữa hả? Wow. Ủa chưa nữa hả? Đậu phộng nữa. Được đấy. Hồi nãy quên coi coi nó mấy cái event kia, hoạt động kia nó có cái gì ngon không. Chứ mảnh vạn năng đồ này nọ thì nâng mấy con này lên max sao full sao là chuyện bình thường á. Ok. Ui còn nữa hả? Ui 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 ui. Để coi. Ê, để coi mấy ông top đi. Đây, top nè anh em. Ủa? À, wow, top nè. Đẹp, đẹp, đẹp các bạn ơi. Đây.
Ủa nhưng mà sao mấy thằng top lấy đâu ra nhiều con bộ cái gì mà nhiều rương skin dữ vậy ta? Đó là nó có rất nhiều rương skin luôn nha, mình không biết là lấy đâu ra được nhiều gì vậy luôn. Ảo thật đấy. Còn mấy con này mình nâng lên mega được bình thường hay gì nè. À. Đây, hai con này thì nâng lên được. Con này cũng nâng lên được luôn, con này cũng nâng lên mega được luôn. Rồi ngày xưa cũng chịu khó chơi mấy con này lắm, nhưng mà sau đó nó có nhiều bản kiểu chơi không cần mà phải cày cuốc đồ này nọ, cái kiểu nó chán chán là sao. Rồi anh em nào có chơi thì tải về trải nghiệm ha. Đấy, game free hơn 100 triệu kim cương, về còn lại là chúng ta đem về và trải nghiệm thôi nha các bạn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.